Vào làng chơi nhưng để xe máy hớ hênh không trông coi kỹ lưỡng, một nam thanh niên đã nhận cái kết đắng khi chiếc xe đã bị tháo mất hai bánh. Nguyên nhân sự việc mới khiến cho nhiều người bất ngờ. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao đăng tải hình ảnh chiếc xe máy bị tháo hai bánh ngay trong đêm tối. Chủ nhân đăng tải dòng trạng thái cho biết chuyện như đùa, nam thanh niên vào làng chơi để xe cạnh trường mẫu giáo. Thanh niên làng tưởng là vào tán gái nên đã tháo luôn cặp bánh xe. Đính kèm là hình ảnh chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha bị tháo rời hai bánh. Xung quanh có rất đông người dân hiếu kỳ đứng tập trung theo dõi sự việc. Câu chuyện thật như đùa này sau khi đăng tải đã khiến cho cư dân mạng xôn xao bàn tán. Nhiều người tỏ ra đồng cảm và chia buồn với nam thanh niên. Mặc dù vẫn chưa biết thực hư câu chuyện này ra sao, song hình ảnh chiếc xe máy bị tháo hai bánh rời ra và nguyên nhân của nó đang được cư dân mạng bàn tán sôi nổi với những bình luận vô cùng hài hước.